Thưa quý vị, sau đêm chung kết xếp hạng đầu tiên của cuộc thi Chuông vàng vọng cổ lần thứ 19 năm 2024, 7 thí sinh có số điểm cao nhất đã sẵn sàng để bước vào đêm chung kết thứ hai. Đêm chung kết hai còn có sự tham gia của các gương mặt nghệ sĩ thành danh của Chuông vàng vọng cổ các mùa giải trước. 7 thí sinh tranh tài trong đêm chung kết hai gồm Nguyễn Hùng Vương, Lê Hoàng Nghi, Dương Thị Mỹ Nhung, Trần Văn Khiêm, Nguyễn Thị Ngọc Như, Nguyễn Tuấn Kiệt, Nguyễn Anh Vũ. Thưa quý vị, ở đêm thi này thì các thí sinh sẽ trình bày một bài vọng cổ hoàn chỉnh, ca ngợi quê hương đất nước với sự trợ giúp của một nghệ sĩ đã trưởng thành từ cuộc thi Chuông vàng vọng cổ qua các năm trước. Sau một tuần lễ luyện tập dưới sự hỗ trợ của huấn luyện viên cũng như là nghệ sĩ trưởng thành từ cuộc thi, đây sẽ là đêm thi bứt phá để các thí sinh giành lấy tấm vé bước tiếp vào vòng chung kết thứ ba. Thì em rất là may mắn khi được bắt cặp chung với anh nghệ sĩ Chuông vàng vọng cổ năm 2017 là anh Nguyễn Nhân Khởi. Em cũng có nhiều sai sót thì anh Khởi cũng có chỉ dạy cho em. Hiện tại thì em cảm thấy rất là hồi hộp và nôn nóng để đợi tới giờ để mình được lên thi. Cứ mỗi năm mà đến cái dịp, đến cái mùa mà Chuông vàng vọng cổ thì giống như là mình có cảm giác như là mình sống lại với cái khoảng thời gian mà mình đã từng bước chân vào cuộc thi. Trong một quá trình mà luyện tập, mình truyền những cái kinh nghiệm mà mình đã đi trước cho các bạn. Khởi cũng mong là vòng này các bạn sẽ thể hiện hết sức bản thân mình. Các thí sinh năm nay có lợi thế tuổi trẻ, chất giọng khỏe và mang đặc trưng riêng biệt. Dạ, em trong một tuần qua thì em học bài rất là kỹ cùng với chị Trịnh Ngọc Quyền, em chuyên dàn giải diễn cho em, chỉ dẫn cho em những cái em thiếu sót, nên nói chung là em cũng rất là tự tin. Dòng này là một cái dòng song ca, tuy rằng là nó không có gọi là diễn nhiều nhưng mà phải hòa quyện cùng với lại một cái bài ca, hòa quyện cùng với lại lời của tác giả đã viết trong cái bài ca đó, và các bạn phải có cảm xúc. Giọng ca, chất giọng thì các bạn đã có trời phú trời ban cho rồi, thì mình chỉ cần chỉnh sửa cho các bạn để cho nó khéo, cho nó đẹp. 5 thí sinh có điểm cao nhất sẽ bước vào tranh tài trong đêm chung kết 3 diễn ra vào Chủ nhật tuần sau. Đêm chung kết 2 được truyền hình trực tiếp trên kênh HTV9 từ 21 giờ và livestream trên các nền tảng mạng xã hội của HTV. Quý vị khán giả cũng có thể truy cập vào fanpage Chuông vàng vọng cổ để tham gia bình chọn cho thí sinh mình yêu thích nhất. Thưa quý vị, như vậy là chỉ còn ít phút nữa, chương trình Chuông vàng vọng cổ lần thứ 19 năm 2024 sẽ chính thức lên sóng. Và ngay lúc này thì rất nhiều thí sinh, huấn luyện viên và nghệ sĩ cải lương đã trưởng thành từ chương trình Chuông vàng vọng cổ đã dành thời gian đến sớm để ủng hộ nguồn quỹ chung một tấm lòng vì miền Bắc thương yêu của Đài truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Và hoạt động quyên góp của các nghệ sĩ cũng đang được phát trực tiếp trên trang Facebook của Chuông vàng vọng cổ. Thưa quý vị, ngay bên cạnh tôi lúc này là nghệ sĩ ưu tú Thoại Mỹ, khách mời đặc biệt trong chương trình Chuông vàng vọng cổ tối ngày hôm nay. Xin chào nghệ sĩ ưu tú Thoại Mỹ. Chào em. Dạ, thưa chị, xin mời chị có thể chia sẻ cảm xúc của mình khi mà ngay lúc này chị sẽ cùng các anh chị em nghệ sĩ quyên góp cho nguồn quỹ chung một tấm lòng hướng về miền Bắc thương yêu. Phải nói là cái chuyện này nó cảm xúc nó từ hôm bữa giờ rồi. Đau lòng có, buồn có. Thoại Mỹ mong rằng là mọi việc sẽ được trời quan mây tạnh và bà con cô bác sẽ được trở lại một cuộc sống tốt đẹp, an lành hơn với sự chăm chút cũng như là hỗ trợ của các cấp chính quyền và tất cả bà con cô bác. Thưa quý vị, những nghĩa cử cao đẹp của giới nghệ sĩ không chỉ thể hiện tinh thần trách nhiệm xã hội của những người của công chúng mà còn góp phần lan tỏa tinh thần tương thân tương ái, đoàn kết dân tộc và góp phần ủng hộ tinh thần của bà con vùng lũ cũng như là những người cán bộ đang làm nhiệm vụ khắc phục thiên tai tại các tỉnh miền Bắc.